Ok, giờ trước mắt chúng ta là cái đèn này nó mờ quá ha. Đèn này nó khá là cũ, nó bị gọi là bị mờ dấu. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó bị mờ. Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó. Đầu tiên là bây giờ chúng ta có một cái hộp. Thì trong cái hộp này là một cái dụng cụ để mà mình xử lý cái đèn này, làm mới cái đèn này lại. Đấy, trước mắt chúng ta đây là cái bình hóa chất, đây cái cục collector điện và một cái bình đựng hóa chất để xông áo keo lên cái đèn. Đó, cái bình hóa chất này nó sẽ bỏ vào trong cái bình này. Bây giờ chúng ta xông lên nè. Đó, khi mà trong cái bình này mà ghim điện vô á, nó sẽ giống như là bốc hơi cái áo keo lên. Thì cái đèn của chúng ta xử lý được xử lý đánh nhám mịn. Đó, mình đánh nhám 3000 xong. Thì bây giờ mình phủ cái áo keo này vô. Đó, nó là một cái hóa chất đặc biệt, nó làm cho nó phục hồi lại cái bề mặt của cái đèn này. Đấy, như chúng ta thấy là mình khò đến đâu, mình thổi áo keo đến đó thì nó sẽ bóng, nó phục hồi lại nguyên trạng ban đầu của cái đèn liền. Đó, mà nó sẽ không có bị làm hư cái chó đèn, nó được phủ một cái lớp bảo vệ mới. Cho nên là khá là ngon. Đó, thổi vô, đó, thổi vô là nó sẽ sáng lại. Nhưng mà đối với những cái đèn mà cũ quá hay nó bị hỏng hóc nhiều quá thì cái vấn đề phục hồi sáng hay không là cũng do cái vấn đề đó nữa nha các bạn. Đó, bây giờ để mình làm cho nốt cái phần công đoạn cuối này rồi chúng ta cùng xem cái kết quả của nó ra sao nha. Đó, khá là đẹp đấy. Bây giờ cái đèn này làm xong là cũng khá là ngon lành rồi. Đó, mỏi. Đó, mọi người có thể thấy so sánh hai cái đèn ha, cái đèn cũ mà, đèn mới nè, bóng đẹp. Đó, giờ sau khi mà làm xong hai cái đèn nè, đó, bóng như mới. Nhưng mà nó có một cái dấu vấn đề là ví dụ như bên đây nè, cái đèn này ít lỗi hoặc là có những cái vết chạy lớn á thì nó sẽ không hết được. Còn bên đây là bên trong chó đèn nó ngày xưa nó bị giống như bị nóng quá, bị nhiệt quá nên không có xử lý được bên trong. Mình chỉ có xử lý bên ngoài thôi.